sáng ngày 11 tháng 10 năm 2022, tại nhà nguyện tòa giám mục Xuân Lộc, Đức cha do ông An Đỗ Văn Ngân đã chủ sự thánh lễ sai đi và trao bổ nhiệm thư cho các linh mục được trao phó sứ vụ mới trong đợt này. Chúa muốn con làm gì khi trao cho con một cơ hội mới trong đời? Đó là lời dẫn lễ của cha Ru Xe Đinh Văn Huấn trưởng ban phụng tự giáo phận gợi lên trong thánh lễ sai đi. Mở đầu thánh lễ, Đức cha do An mời gọi các linh mục sống ơn sai đi trong tâm tình hiệp thông của toàn thể giáo phận. Hôm nay, Chúa Giêsu mục tử muốn ngỏ lời với chúng ta, ban cho chúng ta một cơ hội mới để chúng ta thi hành tác vụ mục tử mà chính người đã ban cho chúng ta trong thánh chức linh mục, để chúng ta tiếp tục thánh hóa dân thiên chúa và thánh hóa nhân loại. Sau bài chia sẻ là nghi thức sai đi và trao bổ nhiệm thư cho các linh mục, cha trưởng ấn du xe đoàn xuân linh công bố danh sách bổ nhiệm đồng thời đức cha do an trao bổ nhiệm thư và quà lưu niệm cho các linh mục được nêu tên nguyện xin chúa xuống ơn khôn khoan thánh thiện và nhiệt thành cho các mục tử để các ngài đón nhận và sẵn sàng chu toàn sứ vụ mới được chúa trao phó qua đức cha giáo phận hầu các ngài nên hình ảnh sống động của chúa giữa đàn chiên chúa trao chương trình hiệp hành mà đức thánh cha phan cô đang kêu gọi cả giáo hội nhất là các mục tử thực hiện không gì khác hơn là trở về sống đúng với lời chúa dạy sống theo cung cách sống của chính thầy jesus cha đã ban cho con một thân xác này con xin đến để thực thi thánh ý cha thầy ở giữa các con như người đầy tớ hãy học với thầy hiền lành khiêm nhường Cầu chúc các vị mục tử của Chúa luôn nhiệt thành phục vụ cho cánh đồng chuyên giáo giáo phận Xuân Lộc. Danh sách quý cha thuyên truyền. Đợt 2 năm 2022. 1. Cha Mát Cô, Nguyễn Tiến Huyên, giáo họ biệt lập sóc lu, nghỉ hưu. 2. Cha An Tôn Trần Văn Bài, phoi ơ phú dòng, nghỉ hưu. 3. Cha Tô Aquino, Vũ Đình Hạo, tránh sứ phát lộc nghỉ hưu. 4. Cha Đặng Minh Trí, tránh sứ Đức Mẹ Fatima quản nhiệm giáo sứ Lộc Phát. 5. Cha An Tôn Đặng Minh Huấn, tránh sứ Hoàng Quân, nghỉ hưu. 6. Cha Mika E Võ Thành Nhân, tránh sứ Thanh Sơn, linh hướng Hiệp hội Tu sĩ Teresa. 7. Cha Gió An Bao Ti đinh tiên hướng, tránh sứ Sài Quất, linh phụ Phoyer Phó Dòng. 8. Cha Du Xe Đệ, Đoàn Viết Thảo, Giám đốc Đại Trùng Viện, Chánh Sứ Xuân Bình. 9. Cha Phao Lô Nguyễn Ngọc Phương, Giám học Đại Trùng Viện, Giám đốc Đại Trùng Viện. 10. Cha Do An Bao Phạm Ngọc Toán, Du học Roma Ma, Giáo sư Nội Chú, Đại Trùng Viện. 11. Cha Du Xe Nguyễn Đức Ngọc, Chánh Sứ Đa Minh nhiệm sở mới tránh xứ Hưng Bình. 12. Cha Phan Si Cô Phan Chiếm, tránh xứ Bến Gỗ, nhiệm sở mới tránh xứ Thánh Đa Minh. 13. Cha Ru Xe Đỗ Đức Hiệp, tránh xứ Tân Triều nhiệm sở mới tránh xứ Đại Lộ. 14. Cha Phao Lô Nguyễn Nguyên, tránh xứ Đại Lộ, quản xứ Tam Phú. 15. Cha Ru Xe, Phạm Hoàng Minh, tránh xứ Tam Phú quản sứ Hòa Lâm, 16 cha du xe Nguyễn Hữu Thiệu, tránh sứ Hòa Lâm, quản sứ Phú Thiện, 17 cha du xe Đỗ Mạnh Thái, tránh sứ Phú Thiện, quản sứ Sài Quất, 18 cha Trần Hải Ninh, Chánh sứ Xuân Bình, quản sứ Bình Hải, 19 cha Mi Ca En Đỗ Hồng Quý, Chánh sứ Bình Hải, quản sứ Du Si Keo, 20 Cha Phao Lô, Đoàn Thanh Phong, Tránh Sứ Du Si Kèo, Quản Sứ Bến Gỗ, 21, Cha Phê Rô Trần Quốc Tuấn, Tránh Sứ Đắc Lùa, Quản Sứ Tân Triều, 22, Cha Du Xe Trần Trung Tiến, Phó Sứ Thanh Sơn, Quản Sứ Đắc Lùa, 23, Cha An Tôn Lê Tiến Lĩnh, Phó Sứ Chính Tòa, Quản Sứ Hoàn Quân, 24, cha du xe Nguyễn Trấn Hưng, dòng đôn bốt cô quản sứ Đức Huy, 25, cha du xe Nguyễn Phan Tài, dòng đa minh quản sứ Ngọc Đồng, 26, cha đa minh Nguyễn Đức Phú, dòng đa minh quản sứ Tân Hiệp, 27, cha Vinh Sơn Nguyễn Trọng Đại, dòng đa minh quản sứ Phước Bình, 28, cha Vinh Sơn Trần Huy Hoàng, phó sứ Kim Bích, nhiệm sở mới. Phó Sứ Gia Viên, 29. Cha Du Xe Phạm Công Quyền, Phó Sứ Tân Triều Nhiệm Sở Mới Phó Sứ Đông Hòa, 30. Cha Du Xe Bùi Kim Quang, Dự Kiến Đi Atlanta, Phó Sứ Du Si Kèo, 31. Cha Francisco Si Sa -e, Nguyễn Hữu Quốc Quân, Phó Sứ Du Si Kèo Nhiệm Sở Mới Phó Sứ Suối Cát, 32. Cha Du Xe Đình Ngọc Thành Phó Sứ Tam Thái Nhiệm Sở Mới Phó Sứ Thái An. 33. Cha Du Xe Ngô Nam Hoành, Phó Sứ Thánh Tâm, Nhiệm Sở Mới Phó Sứ Tân Mai. 34. Cha Phao Lô Nguyễn Minh Hưng, Phó Sứ Tân Mai Nhiệm Sở Mới Phó Sứ Hà Nội. 35. Cha Do An Đỗ Anh Khoa, Phó Sứ Thánh Martino, Nhiệm Sở Mới Phó Sứ Xuân An. 36. Cha Martino, Nguyễn Xuân Lộc, Phó Sứ Gia Viên, nhiệm sở mới Phó Sứ Thanh Sơn, 37, Cha Rù Xe Nguyễn Quốc Tỉnh, Phó Sứ Tân Bắc, nhiệm sở mới Phó Sứ Sài Quất, 38, Cha Phê Nguyễn Đức Đại, Trường Cao Đẳng Hòa Bình, Phó Sứ Hiền Hòa, 39, Cha Lao Gen Sô so, Trần Nguyễn Hồng Ân, Cha Mới Bắc Hòa, Phó Sứ Hiền Hòa, 40. Cha Đô Mát Nguyễn Hoàng Phúc Bảo, cha mới trường Hòa Bình, phó sứ Tân Bắc. 41. Cha Du Xe Phạm Đức Minh Công, cha mới thiết Nhàm, phó sứ Lộc Lâm. 42. Cha Du Xe Trần Du Đồng, cha mới Phú Xuân, phó sứ Bình Hòa. 43. Cha Đa Minh, Vũ Minh Hào, cha mới Hòa Lâm, phó sứ Lộc Hòa. 44. Cha Phao Lô. Phạm Trung Hiếu, cha mới Quảng Biên, phó sứ Biên Hòa, 45, cha Phê Rô Đảo Quốc Huy, cha mới Thái Hòa phó sứ Tam Thái, 46, cha Du Xe Phạm Tuấn Khanh, cha mới Tòa Giám Mục, nhiệm sở mới, trường cao đẳng Hòa Bình, 47, cha Gió An Bao Ta, Phan Thanh Liêm, cha mới Hiếu Liêm, phó sứ Gò Xoài, 48 cha du xe phạm trọng nghĩa cha mới vườn ngô phó sứ thánh tâm 49. cha du xe trần minh nhuận cha mới thái xuân phó sứ phú lâm 50. cha du xe trần vĩnh phúc cha mới xuân bảo phó sứ mỹ hội 51. cha an tôn võ tân cha mới tân bình phó sứ vườn ngô 52. cha phê rô trịnh quốc trưởng cha mới Xuân Sơn, Phó Sư Tân Triều, 53, cha Du Xe Hoàng Thanh Tú, cha mới Phát Hải, Phó Sứ Kim Bích, 54, cha Du Xe Phạm Anh Tuấn, cha mới Suối Cát, Phụ tá Văn Phòng Tòa Giám Mục, 55, cha Martino, Nguyễn Anh Tuấn, cha mới Phú Hòa, Phó Sứ Phú Sơn, 56, cha Đa Minh Trần Văn Khánh, cha mới Tân Mai, Du Học, 57. Cha Do Sa Phát Lê Bá Nam, cha Mới Phú Sơn, Du Học. 58. Cha Du Xe Phạm Hoàng Thái, cha Mới Lộ Đức, Du Học. 59. Cha Phao Lô Nguyễn Công Thành, cha Mới Thái Hiệp, Du Học. 60. Cha Martino, Phạm Hồng Duy Anh, dự kiến đi Thụy Sĩ. 61. Cha Phê Trịnh Quang Khánh phụ tá giáo họ biệt lập sóc lù. 62. Cha gió A Kim, Phạm Công Chính, coi sứ Bình Hòa, đặc trách giới trẻ giáo phận Xuân Lộc. 63. Cha Du Xe Nguyễn Văn Quang, tránh sứ Bạch Lâm, trưởng ban văn hóa giáo phận Xuân Lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin vui vlog. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành trên quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.